Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 1, bộ sách Chân trời sáng tạo cùng trang web olm.vn. Các con thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bài học cuối cùng của chủ đề 2, một bài ôn tập và kể chuyện để cùng đi ôn lại những âm chữ và những dấu thanh mà chúng ta đã cùng học trong tuần vừa rồi. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đi điểm lại những âm chữ và những dấu thanh đã học trong chủ đề 2. Đó là âm ơ, dấu nặng, âm ô, dấu ngã, âm vờ, âm e và âm ê. Bây giờ, các con hãy cùng cô đọc lại những âm chữ và những dấu thanh này một lần. Ơ, nặng, ô, ngã, vờ, e, ê. Và đi cùng với những âm chữ và những dấu thanh này là một số từ khóa sau. Với âm ơ, chúng ta có từ bơ. Các con hãy cùng cô đánh vần và đọc trơn từ này. Bờ, ơ bơ, bơ. Tiếp theo, với dấu nặng thì cô có từ bọ. Các con hãy cùng cô đánh vần và đọc trơn từ này. Bờ, o bo, nặng bọ, bọ. Với âm ô, cô có từ ô. Chúng ta cùng đánh vần và đọc trơn. Ô, ô. Tiếp theo, với dấu ngã, cô có từ cỗ. Các con hãy cùng cô đánh vần và đọc trơn. Cờ, ô cô, ngã cỗ, cỗ. Với âm vờ, với âm vờ, cô có từ vỏ. Từ này đánh vần và đọc trơn như sau. Vờ, o vo, hỏi vỏ, vỏ. Tiếp theo, với âm e thì cô có từ bé. Bờ, e be, sắc bé, bé. Cuối cùng, với âm ê, cô có từ bế. Các con hãy cùng cô đánh vần và đọc trơn từ này. Bờ, ê bê, sắc bế, bế. Vậy bây giờ, để kiểm tra xem các con đã ghi nhớ tốt những âm chữ và những dấu câu mà chúng ta đã học trong chủ đề 2 hay chưa, cô mời các con hãy thực hiện bài tập sau. Vậy với những từ này, chúng ta có thể nói câu gì? Các con hãy thử đặt giúp cô một câu với từ bé. Vậy là các con đã đặt được câu với từ bé rồi, đúng không nào? Các từ còn lại, khi ở nhà, các con hãy đặt những câu khác và luyện nói với bạn bè hoặc bố mẹ nhé. Tiếp theo, cô mời các con cùng quan sát bảng ghép âm sau. Ở đây, cô có 3 phụ âm đầu là âm vờ, âm bờ và âm cờ. 3 phụ âm đầu này sẽ ghép với âm a, âm o, âm ơ, âm ô, âm e và âm ê. Bây giờ, các con hãy cùng cô đánh vần và đọc các âm chữ được ghép với nhau. Vờ, a, va, va. Vờ, o, vo, vo. Vờ, ơ, vơ, vơ. Vờ, ô, vô, vô. Vờ, e, ve, ve. Vờ, e, vê, vê. Bờ, a, ba, ba. Bờ, o, bo, bo. Bờ, ơ, bơ, bơ. Bờ, ô, bô, bô. Bờ, e, be, be. Bờ, ê, bê, bê. Cờ, a, ca, ca. Cờ, o, co, co. Cờ, ơ, cơ, cơ. Cờ, ô, cô, cô. Các con lưu ý, âm cờ sẽ không ghép được với âm e và âm ê. Khi ghép với âm e và âm ê, chúng ta sẽ sử dụng một phụ âm đầu khác mà các con sẽ tìm hiểu về phụ âm này trong các bài học tiếp theo. Bây giờ, để kiểm tra lại về khả năng ghép các âm chữ của các con hãy thực hiện giúp cô câu hỏi sau.
Như vậy là các con đã có thể ghép được các âm chữ rồi. Tiếp theo, cô mời các con cùng quan sát bảng ghép các chữ và các thanh. Ở đây, cô có tiếng B và tiếng vo. Hai tiếng này sẽ được ghép với 5 dấu thanh là thanh huyền, thanh sắc, thanh nặng, thanh hỏi và thanh ngã. Vậy tiếng B khi ghép với 5 dấu thanh này, chúng ta sẽ được những tiếng gì? Thì bây giờ các con hãy cùng lắng nghe cô ghép và đọc mẫu những tiếng này nhé. B huyền bề, bề. B sắc bế, bế. B nặng bệ, bệ. B hỏi bể, bể. B ngã bể, bể. Vậy bây giờ các con hãy ghép giúp cô tiếng võ với 5 dấu thanh này, tương tự như cách mà cô vừa ghép tiếng B với 5 dấu thanh này. Như vậy, tiếng vo khi ghép với 5 dấu thanh này, chúng ta sẽ được những tiếng sau. Vo huyền vò, vò. Vo sắc vó, vó. Vo nặng vọ, vọ. Vo hỏi vỏ, vỏ. Vo ngã võ, võ. Sau khi các con đã ôn lại những âm chữ và những dấu thanh đã học trong chủ đề 2, cũng như đã ghép được các âm, ghép được các tiếng với các thanh, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi đánh vần và đọc trơn trọn vẹn một câu. Hôm nay cô có câu bố và bé vẽ cò. Các con hãy cùng cô đánh vần và đọc trơn câu này nhé. Bờ ô bô sắc bố, bố. Vờ a va huyền và, và. Bờ e bê sắc bé, bé. Vờ e vê ngã vẽ, vẽ. Cờ o co huyền cò, cò. Bố và bé vẽ cò. Chúng ta cùng đánh vần và đọc trơn lại một lần nữa. Bờ ô bô sắc bố, bố. Vờ a va huyền và, và. Bờ e bê sắc bé, bé. Vờ e ve ngã vẽ, vẽ. Cờ o co huyền cò, cò. Bố và bé vẽ cò. Bây giờ các con hãy dừng video lại một lát để tự mình đánh vần và đọc trơn câu này nhé. Sau khi các con đã đọc trơn được câu này rồi, các con hãy cho cô biết những ai vẽ cò. Rất chính xác, bố và bé là những người đã vẽ cò. Vậy các con lại tiếp tục cho cô biết bố và bé vẽ gì? Các con giỏi lắm. Bố và bé đã vẽ cò. Và việc chúng ta cùng đi tìm hiểu về câu này cũng là phần cuối cùng trong bài học ngày hôm nay. Ở nhà, các con hãy luyện đọc lại các âm, chữ, các dấu thanh đã học trong chủ đề 2 thật nhiều lần để chúng ta có thể ghi nhớ thật tốt những âm chữ và những dấu thanh này, cũng như các con có khả năng đánh vần và đọc trơn thật nhanh các tiếng có chứa các âm chữ này. Bài học ngày hôm nay của chúng ta dừng lại tại đây. Cảm ơn tất cả các con đã chú ý quan sát và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo cùng olm.vn.